Lại là một chiếc xe giá rẻ hợp lý cho mọi nhà. Và hôm nay em lại mang đến cho các bác một chiếc xe với cái giá tiền con này là 157 triệu đồng các bác nhá. Các bác đã qua ngày được một chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ. Và đây là một chiếc xe mà nhìn ai cũng mê luôn, vì kiểu dáng nó là súp gầm cao, hai cầu và động cơ máy V6 nên là rất là khỏe luôn. Tuy nhiên em này chỉ dành cho những ai mà gọi là không tiếc tiền xăng thôi. Nói thì vậy thôi chứ nói thật các bác là đã đi cái dòng xe to cao hầm hố thì mình phải chấp nhận một cái là ăn xăng nhiều. Chứ còn các bác bảo đi xe dầu thì nói thật là dầu thì nổ như công nông, mà đến lúc về lại chê bảo là nó ồn. Còn đi máy xăng thì nó êm, đương nhiên nó êm thì nó khỏe, và khỏe thì nó phải sướng. Thế nên là cũng là tùy nhiều tùy chọn thôi. Tại sao mà người Mỹ hoặc là người châu Á mình hay sử dụng những cái mẫu xe gầm cao máy khỏe, vì đi nó thực sự là rất là sướng luôn. Còn cái việc tốn xăng thì nó là chung rồi các bác ạ, bình thường. Con này thì ăn xăng rơi vào tầm khoảng 12 lít trên 100 cây. Tính ra thì nó rơi vào tầm khoảng 2.800 đồng trên 1 km rồi các bác nhá. Nhưng với cái mức đấy thì nói là các bác là bình thường. 2.800 đồng trên 1 km thì so với một chiếc xe mà chở được 5 người gầm cao, rộng rãi, khỏe khoắn như thế này, thực sự nó là chỉ một cái mức tiêu thụ quá bình thường luôn. Nó chỉ gần ngang bằng một cái mức gọi là phí đường bộ của cao tốc Hà Nội Hải Phòng thôi. Thế nên là bác nào mà yêu cái dòng này thì trước tiên là hãy bỏ qua cái quan niệm là tốn xăng, mà hãy quan niệm là đi cái dòng này nó vừa cao vừa sướng, vừa thoáng vừa rộng. Đấy, và đặc biệt là đây là một chiếc xe Mỹ chạy hơi nhiều. Con này thì là một chiếc xe mà chạy được đến 41 vạn rồi các bác ạ. Đồng hồ chuẩn chỉ luôn, không tua. 41 vạn trong vòng đến nay là từ 2007 đến bây giờ là 2023. Nghĩa là tức là xe đã đi được 16 năm rồi, 41 vạn. Chia đều ra là mỗi năm của chiếc xe là đi được 2 vạn rưỡi. 2 vạn rưỡi so với một chiếc xe ô tô cũng là một cái mức đi bình thường thôi. Vâng, vì là đã là ô tô thì đi rất nhiều và đi công vụ nhiều. Thế nhưng mà cũng khẳng định luôn các bác một điều, đó là chiếc xe này không biết hỏng vặt giữa đường và chạy cực bền lành. Đấy, chạy được tận 41 vạn. Nhiều bác giật mình, của 41 vạn thì nó còn cái gì nữa không? Thì thưa mấy các bác, đồ Mỹ thì người ta bảo dưỡng định kỳ thường xuyên, nên là đến bây giờ xe chạy vẫn cứ băm băm ngoài đường. Và giá thì thực sự nó là một mức giá rất là rẻ luôn. Mua mới chiếc xe này toàn 7-800 chứ không rẻ đâu nha các bác nhá. Nhưng thời điểm này các bác bỏ ra số tiền như chiếc xe này chỉ có 157 triệu đồng. Đã có ngày được một chiếc xe gầm cao SUV 5 chỗ. Đấy, đầy đủ 3 màn hình, điều hòa mát. Và xe là xe số tự động chứ không phải số sàn, gãy số trên vô lăng luôn. Và đăng kiểm thì đến tận tháng 9 năm 2024. Dàn lốp đẹp, la răng đúc, đấy, gầm cao hai cầu, chạy rất là phê. Tuy nhiên là máy 3.0 thì đương nhiên là nó ăn khoảng gầm 12 lít trên 100 cây rồi. Tính ra thế này thôi, là một bài toán rất là đơn giản. Một con xe máy đi 100 cây thì hết 2 lít. Một chiếc ô tô đi hết 12 lít nghĩa là gấp 6 lần cái xe máy. Đúng rồi. Thế nhưng mà so đi lại, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, chở được 5 người đi rộng rãi tiện nghi, đồ đạc chở lình kỉnh thoải mái luôn. Và mùa mưa thì gọi là mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. Tất cả các chức năng bình thường, xe thì đẹp mà đi ô tô vẫn sang chảnh hơn xe máy. Đấy là so về gọi là ăn xăng thôi, chứ còn so về giá tiền thì chỉ bằng ngang một con SH bản full. Vâng, ngang bằng một con SH bản full thêm một ít tiền nữa thôi. Đấy, thế thì tội gì mình không nghiên cứu sang con này để mà đi lại cho nó sướng cuộc đời. Và tiền thì để làm gì đâu, với tầm hơn 100 triệu đồng thì hầu như nhà nào cũng có. Các bác gửi tiết kiệm thì tính ra là một năm các bác lãi được tầm khoảng 8%. 8% là cao đó, bình thường là khoảng 6%. 6% một năm của một cái số tiền ví dụ 100 triệu thì một năm mới được có 8 triệu, bằng đúng cái tiền gọi là hao, gọi là trượt giá đồng tiền Việt Nam thôi. Thế nên là thực sự ra gửi tiền tiết kiệm chỉ là để giữ tiền thôi, chứ còn gần như là không có tiền lãi đâu. Thế còn đây với những chiếc xe này thì khấu hao một năm là của nó rơi vào tầm khoảng 10 đến 15 triệu. Các bác mua những chiếc xe này nói thật các bác là vừa đảm bảo sức khỏe, công việc thuận lợi, đi lại an tâm, và mình đi đường trường các thứ là rất là ok luôn. Và hôm nay thì em mang đến cho các bác một chiếc xe mà giá hợp lý, đời cao nhưng mà giá rất là hợp lý luôn nhá. Chỉ có 157 triệu đồng thôi. Thế các bác nào mà yêu thì các bác có thể là qua trực tiếp cửa hàng xem xe luôn. Một chiếc Ford đến từ thương hiệu của Mỹ, động cơ V6 bền bỉ, ăn xăng hơi nhiều. Biển 99A52313. Em này thì đang sử dụng đèn form vuông rồi, rất là đẹp, form mới 2007-2008. Đèn thì đã được lên đèn bi LED nhá, cái đèn bi LED giữa này là được lên này, độ này.
và đèn led ở phía bên trong là cũng là độ, nhưng mà đã được lên những cái led này rồi nên là ánh sáng của xe thì rất là mạnh, đi đêm thoải mái và đi đường trường thì cực kỳ yên tâm, không bị gọi là tối mù mù như kiểu là đèn không có. Đấy, thế này là các bác yên tâm nhá. Và bầu đèn của xe thì hơi ngà vàng theo thời gian, cái này thì cũ theo thời gian thì các bác thông cảm. Đấy, do chất đèn thôi. Còn cản phía dưới của xe thì hơi luôm nhuôm. Đấy, ví dụ như cái chỗ này này, nó hơi xấu một tí nhưng mà xe là không có đâm đụng, chỉ gọi là va quẹt sức sát, không ảnh hưởng gì đến mỹ quan của xe nhá. Còn về sân sắt xi đầu sườn của xe thì đảm bảo các bác là còn nguyên. Tôn vỏ dày. Em này thì nói chung là một cái mẫu xe mà gầm cao máy khỏe chạy rất sướng luôn. Động cơ V6 3.0. Ăn xăng thì tương đối nhưng mà được cái là độ bền chắc thì khỏi bàn. Lốp Bravo HT. Đấy các bác nhìn này, lốp dày bịch luôn. Đấy, lốp dày bịch luôn nhá. Và sỏi cắm còn nguyên. Toàn bộ dàn lốp thì các bác yên tâm là cứ chạy thoải mái luôn. Và em này đang sử dụng lốp 23570 la răng 16, la răng đúc 5 chấu, có phanh đĩa kép ở phía đằng trước và phanh đĩa đơn đằng sau. Vì đây là một chiếc xe bản full kịch nên là gần như là đồ những cái đồ gì tốt nhất của cái dòng xe Ford là được áp dụng trên chiếc xe này. Đấy, một mẫu xe rất là công nghệ luôn, phói kép. Và cái dòng này dẫn đầu xu hướng những cái năm 2007-2008 là những cái mẫu xe mà đi ra đường rất là nhiều. Tôn dày này. Đấy, các bác thấy ạ. Vâng, và kính của xe là zin nhá. Cái kính này là zin này. Đấy, cửa thì rất là chắc và dày. Chỉ keo còn nguyên. Cái này thì keo chỉ của xe là còn nguyên luôn. Đấy, các bác nhìn nhá. Chỉ keo còn nguyên và tappi. Tappi của xe, từ tappi ra cho đến kính điện là lên xuống bình thường. Cái này thì em sẽ mở khóa điện. Đấy, em sẽ mở khóa điện ra cho các bác nhá. Đấy, kính điện lên xuống là bình thường. Nhạc thì bật hơi to, em sẽ dừng lại. Đấy, cái này là có màn hình, có cam lùi, có cam hành trình ngay trên này. Đấy, tích hợp trên màn hình này hết. Và điều hòa của chiếc xe thì điều chỉnh rất là mát luôn. Đấy, kính điện này, bốn cánh hoạt động nhẹ nhàng, không hề lỗi lầm. Đấy, hoạt động bình thường nhá. Đấy, xe là kính cáp các thứ còn ngon. Và đặc biệt là chiếc xe này có cửa sổ trời. Đấy, cửa sổ trời hoạt động hoàn toàn ok. Đấy, em mở cửa sổ trời cho các bác cùng xem. Cái dòng này cửa sổ trời nó mở hơi chậm một chút nhưng mà nói chung là hoạt động ok là được. Đấy, vẫn sử dụng nút cơ khí bấm này. Đấy, đây các bác thấy chưa, cửa sổ trời rất là xịn sò luôn. Và xe thì đây cũng là một cái mẫu SUV gầm cao. Hồi xưa mua mới á, là chiếc xe này là rơi vào tầm khoảng hơn 700 triệu. Thế nhưng mà thời điểm này thì chiếc xe này em đang bán là 157 triệu đồng. Chỉ 157 triệu đồng ấy các bác nhá. Vâng, một mức giá vô cùng hợp lý cho một mẫu SUV gầm cao, chạy ổn định. Đấy, sướng luôn. Và xe vẫn còn sạch sẽ. Đấy, xe tappi này, toàn bộ tappi của xe hay là các cái vân trên của xe là còn ok. Còn theo thời gian 5 tháng thì không thể đọa được mấy những chiếc xe mới được rồi. Nhưng với cái tầm tiền đấy mình bỏ ra thì nói là các bác là đây là một mẫu xe đáng đồng tiền bát gạo. Đấy, sàn của xe còn đẹp và xe là không có đâm đụng ngập nước nhá. Vâng, sàn đẹp luôn. Và cua lốp phía đằng trong này. Đấy, các bác nhìn toàn bộ lòng cua lốp phía đằng trong của xe là còn đẹp như này đây. Nó không bị mục mọt. Đấy, toàn bộ rãnh lốp dày. Và lốp thì đang sử dụng là lốp Dila Pro HT 23570 la răng 16. Đấy, lốp la răng đầy dày. Đấy, la răng căng đét luôn. Phanh tăng chống đằng sau. Và đây là một chiếc xe bản giới hạn limited nha các bác nhá. Bản tới hạn limited của dòng này luôn, full kịch chứ ạ. Có đèn này, hậu sau này, trong và không có ố mốc rạn nứt. Đấy, đèn hậu này căng nét luôn. Hai bên đèn đây, trong mắt. Đấy, các bác thấy ạ. Và cản phía đằng sau thì có mắt cảm biến lùi. Con này thì được cái là nhìn form rất là nam tính và là rất là mê. Cửa mở thì có hai phần, mở kính bên này. Đấy, mở kính bên này. Và các bác nhìn lòng thùng bên này này. Đấy, nó vừa rộng vừa tiện nhá. Và cửa mở kính bên này có phần chữ C, chữ A và chữ C là hai phần mở khác nhau nhá. Chữ C này. Đấy, em mở này lên. Thì cái cốp này thì hơi bẩn một chút vì là trước bác chủ bác ấy toàn chở đồ, bác ấy cũng không gọi là cẩn thận lắm nên là cái này nó hơi bẩn. Thì cái này không vấn đề gì. Chủ yếu quan trọng nhất là đây, lốp sơ cua đồ nghề các thứ ở dưới này là còn nguyên. Đấy, mà em này thì lòng thùng các thứ là của xe còn đẹp. Đấy, khoảng để đồ cái chỗ này thì để đồ tương đối là rộng. Các bác có thể là để được nhiều đồ nhá. Đấy, đi gọi là di chuyển, mình có thể là đi chơi, đi phượt hay là mình có thể gọi là đi làm ăn công trình, công tác các thứ là mình đi con này thì rất là hợp lý luôn.
chở đồ thì thoải mái và chẳng buộc, ok. Đấy, hậu thùng sau của xe đây còn ngon và chỉ đều là chỉ zin luôn. Tất cả những cái mép chỉ đây là chỉ ngon luôn đấy nhá, chỉ zin của hãng luôn đấy ạ. Vâng, chứ không phải chỉ làm lại nhá. Và toàn bộ các cái đinh hàn này, đinh hàn dọc xe này là còn nguyên. Đấy. Nói cho các bác là thời điểm này thì mua những chiếc xe này thì bên em cũng đã lựa chọn tuyển lựa rất là kỹ càng rồi, chứ không phải là cứ vớ là được mua. Thế nên là về chất xe thì các bác yên tâm. Đấy. Form xe rất là cứng luôn. Và sơn sườn tôn vỏ thì khỏi bàn, rất dày. Đấy. Màu sơn đen đẹp luôn nhá. Con này thì nói các bác là hơi bụi một chút. Đây, hơi bụi nè. Đó. Vâng. Xe thì có da nóc đầy đủ. Lốp đằng sau đây cũng dày. Đấy, đều sử dụng lốp Park Gia. Đấy, lốp 235-70 la răng 16. Lốp dày luôn. Và gầm các bác nhìn này. Gầm cầu sau của xe còn đẹp luôn. Đấy. Không có sơn phủ nhá. Cái này là em không sơn phủ, để nguyên luôn. Đấy, để nguyên cho các bác cùng xem. Và các bác nhìn lòng cua lốp này. Đấy, nó còn đẹp như này. Một chiếc xe đời 2007. Thực sự năm nay là một cái năm mà xe giá nó rất là rẻ. Thời điểm hồi năm ngoái với năm kia, những chiếc xe này không dưới giá 200 nhá các bác nhá. Vâng, toàn là 250 với 300 thôi. Thế nhưng mà năm nay thì đúng là thực sự là mẫu xe này là một mẫu xe giá quá rẻ luôn. 2007 mà đến bây giờ đang bán với cái mức giá là chỉ có 157 triệu đồng thôi. Màn hình đằng sau này thì không biết là có dùng được không. Nói chung là có sao thì để vậy thôi, chắc là không dùng được rồi. Cái này hồi xưa là nó áp dụng với cái màn cũ, nhưng mà bây giờ thì không ai dùng. Vâng, không ai dùng cái màn đấy. Tôn sườn này đẹp, sạch sẽ luôn các bác ạ. Đấy, tôn sườn này, chỉ cánh này. Đấy, chỉ cánh đẹp luật luôn. Và những cái phần tappy bên này, cánh này, này. Sơn xi nó còn đẹp, sạch sẽ như này đây. Đấy, các bác nhìn nhá, rất là sạch sẽ luôn. Phần đinh hàn này là các cái bắt ốc này của xe là còn nguyên. Đấy, chưa có động chạm ốc luôn đấy. Đây là những cái ốc này là chưa có động này. Và cái phần mang ghế các bác nhỉ, ghế nó còn đẹp như này. Da ghế còn căng. Và cái dòng này thì có cái hộc đồ. Đấy, chà, có cả cổng sạc này. Cái này các bác nhớ nhá, bán cho các bác là sẽ có cái tẩu này. Đấy, à, cái này là kết hợp với cam. Đấy, có cái cam ở trên. Cam 70 mai ạ. Cái cam ấy ối tiền phết đấy các bác nhá. Vâng, cam đấy mua mới của nó là triệu mấy đấy, chứ không phải rẻ đâu. Nên là nếu mà mua mà không thấy cam thì các bác nhớ đòi em nhá. Đăng kiểm đến tháng 9 năm 24. Vâng, đăng kiểm tháng 9 năm 24 luôn. À, cái này hay đấy. À, cái anten. Cái anten của xe. Lâu lâu mới thấy có con mà rút anten này lên. Vâng. Có tem VATC, cái này thì đừng có xé nhá, kể cả bán cho nhau rồi cũng đừng xé nhá. Các bác cứ để nguyên cái tem này cho em. Đấy. Và đây là một cái mẫu xe gầm cao, súp gầm cao rất là đẹp luôn. Đấy. Không, nói thật các bác là nó không cứng như xe mới thôi. Chứ còn về độ chất, từ form cho đến dáng, cho đến sơn xi rồi đến nội thất thì đây là một chiếc xe đánh giá điểm 8 luôn. Còn so với xe mới thì em không so được. Vì xe mới thì cái gì nó cũng đẹp rồi. Thế nhưng mà em nói thật là so với một chiếc xe mà chạy được 16 năm thì đây là một chiếc xe thoải mái, có không có đối thủ. Vâng. Các bác nhìn gầm đây này. Gầm xe còn đẹp luôn, không có han mọt. Còn nguyên bản. Đấy, gầm xe còn rất là đẹp luôn nhá. Nguyên bản luôn. Và em này thì bây giờ em sẽ đề nổ chiếc xe này lên. Đồng hồ chuẩn chỉ 41 vạn không tua, nguyên bản từ 2007 đến bây giờ. Vô lăng còn đẹp như này đây. Đấy. Nói chung là bác chủ bác cũng giữ xe. Chứ còn nếu nói là các bác là để mà đi đến bây giờ thì nó 41 vạn là thực sự là phải nói là căng. Đây, cái này nó còn rõ như thế này mà, nó còn nét như thế này. Đấy. Úi giời, để cái lên ngay, sợ thật. Và tua nó rất thấp. Con này tua rất thấp luôn nhá. Đấy, tua chỉ tầm 800 vòng phút thôi. Đấy, mặt tắp lô rồi. Sạch sẽ đẹp đẽ. Và xe thì đúng điểm 10 cho chất lượng luôn. Em cắm luôn cái cổng sạc này xem là nó có lên cái gì không. À, có lên. Có lên cam. Có lên cam 70 mai. Em cứ để ở này thôi. Đấy, các bác nhớ nhá, là có cam 70 mai nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ để số lùi. Số lùi. À, có màn hình có số lùi đây. Đấy, màn hình có số lùi. Ok. Còn gì nữa không nhỉ? À, đây là cầu. Cầu điện. Con này cầu điện thì hoạt động bình thường. Đấy, khóa cầu. Đấy, 4x4 đây. Đấy, khóa cầu điện bình thường. Đấy, xe còn ngon, cầu số hoạt động hoàn toàn ok. Không chê được câu nào.
Đấy, đăng kiểm còn dài. Ui, điều hòa mát thế. Mở gió ra các biết ngay. Đấy, điều hòa mát và xe thì chạy rất là sướng luôn. 2007 với động cơ V6 các bác nhá. Em này đang sử dụng động cơ V6. Cái này thì em vừa mới rửa xong. Đây, chờ em chống cái cabo lên cái, xong rồi ta cùng xem cái khoang máy. Động cơ của chiếc xe đang là động cơ V6 DOHC 24 van chia làm hai thành chữ V. Con này là V ngang nhá, không phải máy dọc mà đây là máy ngang. Máy tương đối là êm. Và với động cơ V6 thì nó tiêu thụ nhiên liệu cũng tương đối là bình thường, không vấn đề gì. Em này đang lái dầu. Đấy, chợ lái dầu này có hết này. Và đây là phần bình phụ. Đấy. Xe thì máy êm và cái phần số khung của xe thì ngay trước mặt các bác ạ. Đấy, rất dễ dàng tìm kiếm luôn. Đấy. Form xe thì đẹp và đầu giằng hai bên này. À, các bác nhìn nhá, đầu giằng hai bên của nó còn nguyên. Đấy, còn nguyên bản luôn. Tai đèn còn nguyên. À, tai đèn này. Đấy, tai đèn còn đẹp căng luôn. Và đầu sườn phía đầu này của xe là còn ok. Nói chung là với cái tầm tiền hơn 100 triệu và để mà có con xe như thế này, em nói thật các bác là quá xứng đáng đồng tiền bát gạo luôn. Quá xứng đáng luôn. Nỉ của xe là còn nguyên nhá. Và các cái phần đầu đấy còn nguyên luôn. Đấy. Đây các bác nhìn này. Tất cả phần đầu là còn nguyên luôn. Đấy, xe cứng và cam kết đảm bảo các bác là không có đâm đụng, không va chạm tai nạn ngập nước và không có phần nguội. Hồ sơ giấy tờ thì đầy đủ và xem có hơi thừa hay không nhá. Chắc chắn rồi, dưới xe này thì phải có xem có hơi thừa hay không. Với xe xăng thì có thể bỏ qua. Đấy, không có dầu mỡ bắn này. Đấy, các bác thấy không? Và không có dầu mỡ bắn nhá, rất là êm, không có quái thừa. Không có quái thừa và không dầu mỡ bắn lên. Đấy. So với một chiếc xe gọi là máy 2.3 thì nó các bác là cái dòng này thì nó khỏe hơn hẳn rồi. Đi nó sướng hơn rồi, nó chắc hơn rồi. Và giá thì nó cũng rẻ hơn. Đấy. Vì là con này thì máy nó hơi to nên là nó sẽ hơi tốn xăng, nhưng mà đi nó đã sướng cuộc đời. Đấy, nếu bác nào mà thích cái dòng xe tốn xăng, muốn mua một chiếc xe ngon lành cành đào như thế này thì alo ngay cho em. Một chiếc Ford Escape đời 2007 nhá. Đây là một chiếc xe đời 2007. Chất xe còn tầm khoảng 80%. Và giá xe thì em đang bán đến mức giá rẻ giật mình luôn, 157 triệu đồng. Thế là bác nào mà thích thì mời các bác nhích em này. Đấy. Xe thì đang có mặt tại quán Toàn Hồng Bàng Hải Phòng. Đấy. Số tự động đi rất sướng luôn. Đấy. Đấy các bác à, số tự động đi cực sướng luôn nhá. Và con này thì khả năng đạp ga thoát tốc rất tốt. Đặc biệt là đấy, các bác nhìn vô lăng này. Đấy. Không cần phải nghĩ ngợi câu thứ hai, nó không bị láng xe. Đấy, còn nguyên, không láng xe một tí nào. Đấy, chất xe thì ổn định và giá xe thì vô cùng hợp lý. À, chà. Vừa mới về cửa hàng em xong và em này thì em đang bán với mức giá là chỉ 157 triệu đồng thôi. Đấy, bác nào thích thì điện thoại ngay cho em Fuji Auto. Đấy, cảm ơn các bác nhá và rất vui khi được các bác có những chiếc xe tuyệt vời. Đó, nói chung là Android các thứ linh tinh là lung tung phèng hết lên. Xe là bao ok và giá tiền thì thơm như muối mít. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại. Úi xời, con này thì nói các bác là đạp ga nó sướng, thoát ga sướng, chạy sướng, phê. Vâng, lại còn có cửa sổ trời mát lạnh cuộc đời. Nói chung là dành cho những ai mà hay thích đi phượt đấy ạ. Đi phượt và con này thì đảm bảo là anh em không chê được câu nào luôn. Mà mình bảo dưỡng định kỳ thường xuyên thì chạy thoải mái luôn nhá. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại.